mình ướp nhá mọi người nhá. Ướp. Đó, để lại phần này tí nữa nướng ngoài. Ui, thơm lắm. À. Đâu một cái máy nhỉ. Đấy. Ngọt lịm luôn. Ừ, cho tí mắm vào thôi. Yo. Thôi mặn rồi. À. Mặn thì ta ăn cơm. Dầu vào. Rồi ok. Để ngấy rồi. Ngấy. Đấy. Chim này đủ vào cái lọ kia không? Đủ anh ạ, vừa zin luôn đấy. Đây, cho thêm một ít là chất chất sơ. Trắng trắng trắng. Cũng chất sơ à? Đây là cá sấu này. Cá sấu. Cá sấu này, cá chê này, cá nheo các kiểu à. Mùi này. À, đây là trắng trắng. Mà để nó bật đi câu mấy này. À. Đấy. Bây giờ cho vào đây luôn đi. Nhét vào đây. Nhét vào đây nó ngấm gia vị là vừa. Không biết là nó có cháy không. Mọi người đã tưởng tượng ra cái anh em mình làm cho tí nữa sẽ cho cái này xuống đây là chôn như kiểu ngày xưa người ta làm khổ vật ấy. Ủ đến một tháng sau đào lên ăn. Thật á? Điền. Đốt nướng. Tí nữa đặt xuống đây này. Xong rồi cho than cho rước vào nướng. Đốt nó lên. Tưởng chôn đấy, một tháng nữa bốc lên kiểu gì tùy rồi. Tùy rồi nữa. Tàn rồi. À, nhiều phết đấy, chứa nhiều phết đấy chứ. Nhiều mà kéo được con nửa ấy. Không được, gần đầy. Vừa khéo, vừa khéo, vừa khéo mọi người ạ. Rồi, vô. Vừa khéo. Đây là... Okay. Đây là món, mọi người biết đây là món gì không? Đây anh em mình rất là nghiên cứu công phu nhé. Đây là món vịt kho làng gò sống. Đây, gần đầy rồi nhé mọi người nhá. Lấy cho tàu lá chuối ra đây xem nào. Ok. Đấy, xút nút đằng tàu lá chuối xong rồi bọc lấy cả cái cuộn giấy bạc kia nữa. Đấy. Xong rồi mọi người biết là đã tưởng tượng ra chưa? Mình sẽ xút nút nó lại bằng lá chuối nhá. Rồi. Đấy đây. Ý giời. Lá chuối xút nút vào nó mới thơm. Cho nước không anh? Hả? Cho nước làm gì? Nó phải ra nước của nó nhưng mà sợ không cho nước nó cháy không nhỉ? Cháy đấy. Hả? Cháy. Cho một ít dầu ăn nữa. Thế thì mày xuống suối múc nước đi. Không. Thế tôi thử kho xem. Đấy. Vẫn hơi lỏng. Bịt nó lại. Bịt thật kín rồi. Đấm à? Đấm. Nhét chặt vào là được. Vịt kho làng gò sống. Hôm nay sẽ thành Ai, kéo mà anh em mình chơi viên món này ngon. Kéo hot anh à. Nổi tiếng anh à. Hot à? Hot gì? Hot kiểu hot quay giống đấy à. Đấy. Giống một hũ rượu của người dân tộc kia mọi người. Đấy, bây giờ là đến rượu là phải chôn dưới đất nó mới ngon. Lấy củi đây. Rồi, thì em đi vệ củi. Thấy chưa? Đến giờ khai hỏa. Đấy, bây giờ thì cái công việc của anh em mình nữa là rất là đơn giản. Bây giờ anh em mình sẽ đi đảo chuột. Đúng rồi, tìm hông chuột trong đảo. Còn là cái hũ cổ vật này thì cứ vứt đây thôi. Độ tầm 30 phút, 1 tiếng nữa anh em mình quay lại. Mình chỉ lo nhất một cái là mọi người biết tại sao không? Chỉ sợ là cái hũ này nó không chịu được nhiệt, nó vỡ ra thôi. Nó vỡ bình mọi người ạ. Đấy, chứ còn không lo gì cả. Chà chà. Nghe có vẻ khá là hấp dẫn đấy. Món này làm nửa nhà được đấy, làm ví dụ là đúng rồi. Nhà nào mà có sân mà có con đất ấy nhỉ, xong rồi cho vào đốt xong bắt đầu đốt nhà, sưởi lửa. Sưởi lửa xong bắt đầu một đợi khoảng một xỉu một tiếng okay. Là thôi là ăn được ngon luôn. Đây đây.
À, cái lo lắng của ui. Anh ơi. Em nghĩ là anh tự đập. À, trời trời. Không gì. Cái lo lắng của mình là đã qua cơn nguy kịch. Là qua qua cái gọi là không cần phải lo lắng, đáng nhẽ không phải là cần lo lắng rồi. Vì cái bình này nó không nó không nổ, nó không vỡ. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ cho nó lên để thưởng thức. Không biết là chín chưa? À, 40 phút rồi mọi người ạ. Sau khi anh em mình đi đào chuột loại cả phân ra không được con nào chắc, thì chắc là anh. Chín đấy anh ạ. Tại vì nó nóng lắm. Anh cẩn thận nó vỡ nhé. Nhưng mà bây giờ tại vì nó đang bỏng lắm. Lấy lên kiểu gì? Mày lấy cho anh mấy cái tàu lá bệ ngô với cái lá chuối kia. Nó nhấc một phát lên cho nó nhanh. Đây này. À. Để ăn uống có phải đâu phải là gọi là dễ dàng đâu. Hắn mà cho ra mà chưa chín thì đúng là nhục luôn đấy. Đây nhá. Mát. Phải nhanh, động tác phải nhanh và dứt khoát. Xong rồi ném mạnh nữa. Lấy đĩa đi. Sẽ cho ra luôn không đến lúc là nó đấy. Nó ao, trơn lắm. Không ảnh nó rồi. Trơn lắm mày ạ. Ừ, làm nào vần được nó lên đây. Ok. Đây. Ái. Ái xà. Cho lên đĩa luôn à? Không. Ui, anh ơi, cẩn thận. Anh ơi, cẩn thận nha anh ơi. Ui. Anh ơi. Ui, nước thật, nước thật. Nước lên mọi người ạ. Đấy này. Đấy là trong cái lúc anh khênh lên nó bắt đầu nứt nứt rồi. Ừ. Không nứt trước là vỡ rồi. Trong cái lúc mình khênh lên nó nứt mất cái lọ này rồi. Nó đang tức nước nhưng mà mà lại cá sờ vắt vỡ bờ luôn. Đấy. Không biết là có cháy trước thì không đây. Có nổ cá bò không nhỉ? Không thấy mùi khét đâu. Anh em mình làm món vịt đập niêu đây. Wow. Cho đây trong đập. Không, bây giờ moi thế nào được ra, lấy cho tao cái gì đấy. Anh lấy ơi. Lấy đuôi đấy. Bây giờ phải đập niêu rồi. À. Đặt vào trong đập. Đường nào nó cũng nứt rồi mọi người ạ. Đây. Nào, đây. Đi em. Đây. Công lực. Đó, nứt ra dần đấy. Ấy. Ua. Ui. Cháy con mẹ chín luôn. Chín ngon. Đây. Wow. Nào gắp ra đây. Nào, đưa ra. Chín mọi người ạ. Nhìn như hơi cháy mất thì cả. À không. Ừ, đẹp. Việt Nam có tính cần cù, thịt rơi xuống đất thổ phù ăn ngay. Chẳng có gì là bẩn cả ngoài ruộng. Ngon không? Ui nhìn nó kiểu cháy cạnh nhìn sướng nha anh nhỉ. Ngon tuyệt nha mọi người. Thôi đừng cho ra vội, mất nóng. Ăn để, luôn, chén luôn. Để. Ngồi đây chén luôn. Chén luôn. À phải chén luôn nó mới. Ấy từ từ. Sâu. Mượn cái dép. Dép bí. Đấy, phải chén luôn cho nó nóng mọi người ạ. Ui. Ngon lắm. Ui. Để thêm 5 phút nữa thì thôi khả năng anh em mình khỏi phải ăn luôn nhá. Tại vì bây giờ nó bắt đầu xém này. Đấy. Mình ăn luôn đâu, miếng cho nó nóng nhá mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Ấy, tao tưởng mình có chai Coca. Mời mọi người nhá. Mày dai rồi, ngon rồi. Nhưng ấy nó săn dai rồi nên bao nhiêu mọi người. May mà mình căn thời gian chuẩn. Để 5 phút nữa thôi, xong luôn. Khỏi ăn luôn. Ngon đấy. Hôm nay bọn trẻ trâu làng mình cũng hơi tắm. Úi da, nó kinh điển đấy. Anh lên tắm của bọn nó đi. Mày không gọi bạn xuống ăn cùng à? Bạn bè, bạn bà. Nhưng bọn nó lạnh đến nơi bọn nó còn tắm. Ngon nhá mọi người nhá. Phải nói là không phải là nó cháy đâu nhá. Mà đến tân này bắt đầu nó xém ấy, thì là đúng tầm ngon của nó luôn. Xém này. Ui chà. Đúng tầm đói nữa. Gọi là vịt nướng cháy cạnh. Quên mất có lon bia thì cắn quá. Đúng tầm đẹp. Tuyệt vời mọi người ạ.
Nhưng mà món này là con ngan nó thật béo anh nhỉ. Béo cũng không chợ đâu mà nhà, tại vì nó rút ra nước ấy. Ngu này. Tuyệt vời luôn. Thơm. Ta đi xin miếng. Để chín vậy em uống. Dài rồi. Đúng hương vị luôn. Không biết mọi người ăn vịt rang gừng bao giờ chưa? Thật sự nhá, món gà rang gừng rất là ngon và món vịt rang gừng nữa thì như thịt lợn luôn. Như thịt lợn vịt rang gừng mà. Này, em ăn cho một số thịt nha. Hôm nào mọi người thử cái món vịt rang gừng đi nhé, làm đúng như gà rang gừng ăn cực kỳ phê luôn, ngon, cực kỳ ngon đấy. Thơm. Món ẩm thực của làng Gò Sống nhà mình đấy. Phải phân gốc dài quá. Món này ngon nhỉ anh nhỉ? Quá tuyệt vời luôn. Nó vừa kiểu như vịt nướng, vừa kiểu như vịt rang gừng đấy. Tức là khi rang gừng là mình còn phải đảo được ấy. Còn nướng vào trong lu này thì nó chỉ hơi xém lu một tí thôi nhá. Đây, thấy chưa? Ở dưới không xém đâu nhá. Đây. Ê, vịt hơi xém gừng. Đấy, thấy chưa? Ngon không? Quá tuyệt vời luôn nhá. Chứ bình thường nhưng mà hôm nào phải kiếm cái lu nào nó không vỡ ấy, cái lu này chán lắm. Anh em mình phải sửa được quả nồi nung của lòng vũ lại em mọi người ạ. Nhà mình đẩy tạm đẩy nhỉ. Đấy đâu ra tạm đẩy nhỉ. Tuyệt vời. Vậy là làng Vũ Đại có cá kho, còn làng Gò Sống có vịt kho rồi nhá. Đáng nhẽ vịt này hay là mình nghĩ đến một kiểu như này, mình lên men thịt vịt tí xong chôn xuống đất 7-7-49 tiếng lôi lên. À đâu, 7 ngày 7 đêm cho lên ăn. Ăn nhộng. Ăn nhộng chứ. Nhộng mày biết từ đâu ra không? Từ con ruồi nó đẻ đúng không? Thì bây giờ mày cho vào đấy, mày chôn xuống đất, nó đẻ kiểu gì mà ăn nhộng? Đúng không? Chả thế. Quá chuẩn luôn đấy. Nhưng mà làm thử với thịt lợn ấy. Kiểu như làm thịt chua. Làm như kiểu làm thịt chua ấy. Chua rồi xong bắt đầu ủ nướng. Không phải ủ nướng mà ủ đất luôn. Em mừng đây. Chết nửa. Chết nửa nè. Từ. Đây, có nửa, tao cắn một nửa đã. Ủa, cắn một nửa cho anh Lan nhau bên đây à? Lan đi. Học câu mọi người ạ. Đúng rồi. Tao có béo người ấy mà rút ra nước nha. Ngon. Giòn. Lấy coca đi xin miếng. Em lấy coca. Khiếp lúc nãy mà anh đã uống hết một nửa chai vậy? Đi đào chuột mỏi uống nhiều. Đó. Em ngon. Cái món này thì mình thấy là khá là ok đó mọi người nhá. 8 điểm. Vì 9 điểm. 8 điểm thôi. Em thích 9 điểm đây. Món này ăn dai, thơm, ngon mọi người ạ. Ok á, ngon. Coca ngon nhỉ. Coca hôm nay anh em mình thì trông lên tốt. Sao kiểu buồn. Mùi nó ai ai thơm. Ê, chân rồi đâu? Đấy. Hai cái cơ mà. Chuột cắp hay nữa. Này, anh ăn vừa phải, anh ăn một cái thôi. Này, cánh này. Hả? Hai cái chân hả? Có hai cái chân nhá.
tìm không chịu tìm. Cô em, cho em miếng. Cho em miếng. Ăn cánh đi. Không. Xin một miếng rồi ăn thử. Cái loại này không từ thủ đoạn mọi người biết không? Cái chân này nó chán nó ngon hơn. Rồi. Quả cho quà rồi. Hàn, hôm nay mình làm quả. Có máu chắc. Làm quả cua hàng đế nướng kiểu này nhỉ? Ui. Thế thì anh em mình phải sắm quả chung to cùng đồ luôn. Chơi quả cua hàng đế này á, một là lên gọi là tầm cao mới, hai là sẽ bị đập xuống đáy bùn, mọi người biết tại sao? Khi mà nó cháy, lỡ mà nó cháy một phát ấy, lên á, ui rồi. Ăn gạch xây nhà gọi là xây được cả 7 tòa tháp luôn. Người ta dã gạch cho thì ném đá ném gạch. Anh em mình có bí quyết nấu ngon được mà. Biết được cua nó bao giờ nó chín.